Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Wow. Rồi, đã ổn định chỗ ngồi, bạn nữ mình giới thiệu đi bạn. À, em chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh với khán giả ngồi trường quay cũng như khán giả xem chương trình truyền hình. À, em tên là Trần Ngọc Thu Ngân, năm nay em 27 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán của em là ở tỉnh Long An và hiện đang làm nhân viên ngân hàng ạ. Chà, làm nhân viên ngân hàng mà tên Thu Ngân nữa, thấy là thấy tiền vô như nước rồi ha. Rồi, và bạn trai giới thiệu mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa, hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương, quê em thì ở Cần Thơ. Em xin hết. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, hôm nay em 33 tuổi. 33 tuổi lấy vợ được rồi ha. Bạn làm nghề gì ở Bình Dương? Dạ, em làm bên quản lý sản xuất. À, quê Cần Thơ đặng. Dạ. Mình lên Bình Dương mình sống với ai? Dạ, sống một mình. Có mấy mối tình rồi? Trước đây có một mối tình thời học sinh. Mới đây có không? Dạ không. Trời đất ơi. Từ khi mà em ra trường giờ thì em đi làm, cứ nghĩ là tình duyên thì nó khi nào nó đến nó sẽ đến. Rồi cứ lay quay cứ đi làm, đến bây giờ thì quay lại thì thấy cũng lớn tuổi rồi. Mình có chắc chắn là mình thích phụ nữ không? Dạ có chị. Bạn gái thì sao, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ thật sự em chưa trải qua mối tình nào hết á chị Tường. Trời đất ơi sao kỳ vậy. Mình thích con trai không? Dạ thích chương trình mới tham gia đó chị. Bao nhiêu năm là có ai đeo đuổi mình không, hay là mình có để ý ai không, hay là hoàn toàn cái lý do đây á, học thân em á, là do cái môi trường làm việc cũng như là tính chất công việc của em. Đi làm sáng sớm tinh mơ, tối chiều tối mới về. Với lúc em rảnh thì em làm gì? Thường em đi làm về xong em nấu nướng xong em nghỉ ngơi. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì nếu mà người nào lần đầu tiên gặp mặt em thì sẽ nhận xét em là ít nói hiền, nhưng mà thực ra em cũng không ít nói đâu. Nữ công gia chánh là em biết làm hết. Chứ ở nhà không mà không làm được nữa là thôi luôn ạ. Nói chung thì em là người rất là cầu toàn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn trai thì sao? Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em ưu điểm là ham học hỏi và nói chung thích làm việc thì làm cái gì cũng tới nơi tới chốn. Hay là em cũng không hút thuốc, không uống rượu. Rồi cái nhược điểm của em thì hiện tại thì em cũng đang trong công việc đôi khi bị tình cảm nó chi phối á, ví dụ như về mình thay vì mình xử lý vấn đề đó nhưng mà thấy tình cảm cái mình xem xét lại, nói chung mình sẽ giảm nhẹ. Cái đó cũng tốt mà, đâu sao đâu. Bạn sẽ muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình đó thì có thể là da trắng trắng xíu, tóc dài, có giọng nói là dễ thương. À, giống như bạn nữ bên kia thấy cũng tốt á. Tốt thấy hồi nào em thấy hồi nào nghe nghe nói em thấy hồi nào em nghe giọng thấy tưởng tượng là dễ thương. Nghe giọng mà biết bên đây trắng trẻo luôn hả, tóc dài luôn hả? Không, cái giọng nghe dễ thương chị. Hay quá. Bạn gái thì sao, mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Nói chung là người em nó hơi truyền thống chị. Em thích con trai á, ngoại hình cải cao hơn em một cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Bạn đó cao khoảng 1m65 là được rồi. Nhìn có vẻ là em ngưỡng mộ cái sự giỏi tri thức của người đó. Giỏi rồi, bên đây chắc chắn giỏi, bên ta quản lý sản xuất mà. Dạ. Chứng minh sự ngưỡng mộ em. Em quản lý bao nhiêu lính? Ở quản lý khoảng 150 người. Thấy chưa? Em thích tóc trẻ 73. Không biết anh bên kia tóc có trẻ 73. Trẻ không không. Là sao, là không có tóc hả? Chảy ngược hết trơn á, không có cái nào. Rồi cái tóc đó mình có thể là uống cái nắng theo ý mình được mà. Dạ. Kỳ, thích mấy tóc 73 hả? Dạ đúng hả, giống như tóc của anh Linh á anh. Anh Linh làm gì có 73. Dạ, cái kiểu nghiêm chỉnh như thầy giáo á chị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều, không hút thuốc. Em đăng ký chương trình là em nói là nghề nghiệp thì em muốn là không làm ngành xây dựng. Tại vì em thấy ngành xây dựng là mấy bạn nam uống rượu rất là nhiều, em không thích. Ngành nào ngành chứ, người ta uống là người ta uống, mà không uống là không uống. Em ơi, em nói vậy cũng không có đúng nữa. Dạ. Mấy ông quay phim với ngành quay phim uống còn hơn người xây dựng nữa. Em không thích con trai sống ảo chị. Làm cái gì cũng chụp hình rồi đăng lên Facebook á chị. Đăng là liên tục với tần suất nhiều á. Mà em có đăng không? Dạ không, em không đăng những cái gì mà em cảm thấy nó vui, em muốn chia sẻ với mọi người là em mới đăng thôi. Rồi, được rồi. Qua chị coi kiểm tra nha. Dạ, chị coi giùm em coi là ảnh có nhuộm tóc không? Ủa? Là không thích hay là thích? Không thích chị. Không, 73 thì từ từ chảy nha em. Không được nhuộm. Dạ, chào chị. Dạ, chào anh ạ. À. Chuẩn nha. Chuẩn, hơi chuẩn á. Được, rất là chuẩn, hợp lý. Có cái điều gì anh không thích ở người phụ nữ không? Em không thích bạn nữ mà phải nói nhiều, càng làm như sống tính cách mạnh quá thì em cũng không thích. Thích nghiêng về hơi truyền thống, nhẹ nhàng chút xíu. Tóc tai thì nếu không đừng có lè lẹt quá. Thấy cơ bản là cặp này có vẻ xứng đôi nè.
À, được rồi, em sẽ đồng ý em tiến tới em gả luôn. Chị. Trời ơi quá được cho em. Trời ơi em không được là nhiều người ở dưới được lắm á. Đàn trai, xin quá lỗi được. Đàn trai chúng tôi lúc nào cũng quá được hết á. Để coi qua đàn gái coi sao. Dạ cho anh lên đàn gái. Dạ. Làm ngân hàng đếm tiền suốt luôn hả? Dạ đúng rồi anh. À, đếm dạ. Tiền của khách luôn anh. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ thích mà chút chút thôi. Với mức độ vừa phải thôi anh, đừng có làm quá. Thích như là quỳ gối đầu em không thích, đứng dưới mưa đầu em không thích đâu. Dạ. Bệnh chết em ha. Dạ. Đứng giữa trời nắng được hả? Em nói chung là cái kiểu em cũng không có cần mà phải là soái ca hay ngôn tình gì đó. Dạ. Chỉ cần người thực tế là được rồi. Anh bên đây cũng thực tế đấy. Dạ. Nhưng mà trong công việc á, anh quản lý tới 150 người thành ra là cũng hơi khắt khe, khó tính đó nha. Dạ. Em có thích đàn ông kỹ tính không? Dạ thích. Vậy là đúng hợp với em đấy. Dạ. Được thì được rồi đó. Anh bên đây hơi bị soái ca đó nha. Không sao không gặp này được thôi. Bây giờ mình sẽ gặp hỏi người thân đi để xem họ có ý kiến như thế nào. Em có đi với ai không nè? Em đi với lại nguyên một bạn nhóm của em đó nha chị. Chào 500 chị em bên kia. À, bây giờ ai đại diện nhận xét anh chàng bên đó cho bạn mình nghe nè. Dạ, em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. À, con là em gái của chị Ngân. Em ruột hả? Dạ, em ruột của chị Ngân. Rồi. Em nhận xét anh bên đây là chững chạc, hiền, có vẻ là hơi nhút nhát. Nếu mà em đánh giá thì là phù hợp khoảng 80% yêu cầu của chị em. À, anh cho em hỏi một câu hỏi là ví dụ anh ở Bình Dương, anh có thể sắp xếp cái thời gian cho một tuần đó khoảng bao nhiêu lần là có thể dẫn chị em đi chơi ở dưới thành phố ạ? Cái anh công việc của anh thì nói chung anh có thể chủ động sắp xếp được. Một tuần thì có thể 2 hoặc 3 ngày thì anh có thể sắp xếp công việc. Anh cũng hay cũng thường đi về trên Sài Gòn này nhiều nên không có ảnh hưởng gì nhiều. Anh là con trai thứ mấy trong gia đình ạ? Thứ tư nhưng mà cũng là con trai một trong gia đình. Tại nhà em có 2 chị em gái à, nên là cũng khó khăn trong việc ở dâu ấy anh. Cái ở đây thì anh không có quan trọng là ở rể hay là ở làm dâu. Mình công việc là mình đi làm, mình có cuộc sống tạo dựng tương lai sự nghiệp riêng. Rồi khi có thời gian thì mình hai bên mình về thăm gia đình trong những ngày rảnh hay là những ngày lễ gì đó. Dạ, duyên là do chương trình đã tạo cho hai anh chị. Em hy vọng là hai anh chị cho nhau một cơ hội bấm nút để làm quen với nhau. Dạ, cảm rồi, cảm ơn nhà gái ha. Trời, mời nhà trai, hôm nay mình đi với ai? Em có đi với ba mẹ rồi mấy anh chị. Xin trân trọng kính chào, dạ, chào các chú. Tường, Quyền Linh và tất cả bà con tham dự chương trình hôm nay. Tôi là ba của Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa. Dạ. Thì lần đầu tiên đến đây chương trình thì nhìn qua cái vóc dáng của cháu gái thì thấy là nước da trắng, gương mặt là xinh xắn, giọng nói thì cũng có nhiều truyền cảm. Dạ. Thì tôi mong rằng là sau mà 2 phút mà hai đứa để mà trò chuyện đó thì mong rằng hai đứa sẽ là bấm nút. Dạ. Để từ đó về sau là có cái sự là trao đổi, nếu mà thuận mỹ thì có lẽ là cuối năm nay sẽ tiến đến hôn nhân. À. Wow. Con cảm ơn bác đã nhận xét tốt về con. Thì lần đầu tiên gặp hai bác thì con cũng gửi lời thăm sức khỏe hai bác luôn ạ. À, cảm ơn. Bởi vì tôi có mình nên nói anh trai à, ba đứa con gái gả hết rồi. Dạ vậy giờ bác có cần làm dâu gì không bác? Cái tuổi trẻ bây giờ thì mình cũng nên là cần có cái sự lúc còn tuổi trẻ đó thì mình gắng phấn đấu trong công việc để sau này là có tạo dựng tương lai hạnh phúc cho gia đình. Còn cái làm dâu thì tôi không quan trọng. Dạ. Cảm ơn gia đình mình ạ. Cảm ơn. Rồi, kéo màn lên. Cố gắng trong 2 phút nha, được cuối năm cưới luôn. Bắt đầu bạn. Dạ chào bạn. Tính chương trình mình có món quà này tặng bạn. Dạ. Em đi anh em đi anh. À, tặng anh Linh hỗ trợ giùm em chút xíu thôi. Cảm ơn. Cảm ơn Linh. Quà đẹp quá. Anh có món hoa này tặng em. Thì cho anh nói xíu, đây là bó hoa, không phải là hoa tươi, hoa sáp. Anh hy vọng là cái bó hoa này nó sẽ lúc nào nó cũng tươi xinh như là cái kỷ niệm mà của mình gặp hôm nay ha. Dạ. Cảm ơn anh. Rất nhiều. Đám cưới em anh làm để phụ được không? Dạ được anh. Được ha. Được. Cái học tặng dạ. Anh đó. À, này tặng anh ha. Cảm ơn em. Dạ. Đó giờ chưa ai tặng tôi hoa sáp này luôn. Ngưỡng mộ quá. Mai mua đèn cày làm cho. Đẹp quá. Thường ví dụ như khi mà mình đi chơi thì em thích đi những cái nơi nào? À, đi chơi em thích đi xem phim. Dạ đi cà phê nghe nhạc. À, nghe nhạc trữ tình nhẹ nhàng vậy đó anh. Ừ. Dạ còn anh thì sao? Giống như sở thích của anh. Hay quá. Trong tình yêu thì anh thấy theo anh á thì điều gì là quan trọng nhất? Điều quan trọng nhất là mình phải tin tưởng nhau. Và thứ hai nữa là mình phải biết như là nghĩ tới cái hướng tương lai.
Dạ đúng với suy nghĩ của em. Em thì em muốn là trong tình yêu là không chỉ chúng ta có tình cảm giữa hai người với nhau mà còn phải có sự phù hợp giữa hai bên về mọi mặt. Nói chung là anh cũng đang có suy nghĩ gì đó. Hai người này hợp lắm mà nha. Cứ anh này suy nghĩ gì bạn cũng em cũng giống anh. Mà em suy nghĩ gì anh cũng giống em. Anh có thuộc tiếp người gia trưởng không? Không, anh không phải là gia trưởng. Anh có hay kiểm soát không? Anh có hay ghen không? Ghen thì rất là ít chút chút thôi. Nhưng cái nào mà mình cảm thấy như là nó bất bình thường mình mới ghen chứ. Dạ, ví dụ như nếu em cũng vậy. Nếu mà anh mà tạo niềm tin em thì em cũng không có thể hiện cái sự ghen. Rồi, hãy nói một câu thật tình cảm để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Nhìn về ấn tượng em thì anh thấy rất là thích. Anh hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ được kéo dài mãi mãi. Một cô gái rất là xinh xắn bên kia đang chờ bạn. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Rồi, hãy nắm chặt tay nhau các bạn. Đẹp đôi quá nha. Rất đẹp đôi. Một anh chàng quản lý, một cô gái làm ngân hàng. Hãy xem phim thật nhiều để có thời gian trò chuyện với nhau. Với cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng các bạn nha. Dạ, cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dạ, dạ, xin cảm ơn chương trình ạ. Anh muốn em nói gì với hai bác từ Cần Thơ lên? Thì con cũng hy vọng là tụi con cũng sẽ gắn bó trong thời gian tới. Và con có thể là một thành viên trong gia đình của mình. Nắm chặt tay nào Khoa.